chị cũng cố tình mở mặt. Cảm ơn anh Đạt. Cảm ơn anh Đạt. Trời ơi, rồi. Rồi. Anh Đạt đi ngủ đi. Cảm ơn anh Tuấn. Cảm ơn anh Tuấn. Cảm ơn anh Tuấn Hiểu, cảm ơn anh Đạt. Cảm ơn mỗi ngày năm bông hoa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mỗi ngày năm bông hoa. Cảm ơn mọi người. Mọi người ơi, bấm tay giúp em. Xin mời cụ đi ngủ đi, cụ ơi. Cụ ơi, cụ đi ngủ đi. Cảm ơn chấm chấm. Cảm ơn chấm chấm, cảm ơn mọi người. Đúng ra. Rê, sao nhạc bé, sao nhạc bé. Thằng Đạt nó lại về đấy rồi đúng không? Thì sao? Thì sao? Thì tất tiếc. Cảm ơn anh Cường. Bấm tay mọi người. Ôi giời, nhà mình ơi, đừng có tất tiếc nữa. Không cho chị nói. Không cho chị nói. Không. Không mở. Không mở. Leo leo. Thua rồi, khổ lắm. Mẹ. Ôi ôi. Leo leo. Bây giờ làm sao? Cảm ơn anh Avate. Cảm ơn anh Ngốc. Cảm ơn anh Đạt. Cảm ơn anh mỗi ngày năm hoa. Cảm ơn anh Tuấn Biểu. Cảm ơn Châm Châm. Cảm ơn anh Cường. Cảm ơn mọi người. Bé đi. Bé đi. Ngốc, anh Ngốc hơi bị nhờn với chị nha Ngốc nhá. Ngốc lộn chị hai phát rồi nha Ngốc. Anh Ngốc. Anh Ngốc là anh Avate á. Không thấy Ngốc ấy nè. Không phải anh Ngốc kia đâu. Ngốc nào? Ngốc ngách đấy, không nhìn thấy Avate là ngốc còn ngốc ngách cả. Ngốc ngách hi hi đấy à? Nói đó. Ngốc ngách là anh Thiện à?